siêu biệt thự đắt đỏ hơn 1.700 tỷ đồng, vượt qua Michael Jackson, trở thành nghệ sĩ da màu có tour diễn đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, 350 triệu đô la, phá sâu kỷ lục thống trị bảng xếp hạng Billboard một thời gian dài. Starboy 2 tỷ 4 lượt view, The Hills 2 tỷ 1 lượt xem, Save Your Tears 1 tỷ 6 lượt xem, Can't Feel My Face 1 tỷ 4 lượt xem. Đó chỉ mới là xương xương thành tích của The Weeknd, nam nghệ sĩ cực kỳ tài năng với khả năng sáng tác cùng chất giọng đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, là cái tên bảo chứng thành công cho nền âm nhạc thế giới. Anh chàng này có thể không quá quen mặt tại Việt Nam, nhưng nhạc của anh thì chắc chắn là nhiều người Việt đã nghe và yêu thích. Cũng khác với anh chàng cuối tuần nào đó ở Việt Nam, anh chàng cuối tuần người Canada này là một tấm gương sáng cho sự vươn lên và dùng tài năng chiến thắng nghịch cảnh. The Weeknd từng có một tuổi thơ cơ cực, buông thả, không nhà. Nhưng giờ, tất cả đã biết đến anh là một kỷ lục gia âm nhạc. Một sự nghiệp rực rỡ, đi kèm với khối tài sản siêu khổng lồ, khiến nhiều người phải ngước nhìn. Vậy The Weeknd đã trải qua những điều gì để đạt được thành công như vậy? Tài sản của anh khủng cỡ nào? Ngày hôm nay, hãy cùng tôi đi vào tìm hiểu. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ, vào nội dung chính thôi. Trước khi The Weeknd được kỷ lục Guinness Thế giới thống kê là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đạt 100 triệu lượt nghe hàng tháng trong lịch sử của Spotify, thì anh cũng chỉ là một cậu bé như bao đứa trẻ khác. Cậu bé ấy có tên là Abel McKernan Tesfaye. Tesfaye là con một trong một gia đình Canada gốc Ethiopia. Anh lấy nghệ danh là The Weeknd, viết bỏ chữ E trong tên có một sự chú ý để tránh nhầm lẫn với ban nhạc The Weeknd ở Canada. Nghệ danh The Weeknd của anh là một phần của ký ức buồn. Tesfaye tâm sự, đó là một ngày cuối tuần. Lúc anh 17 tuổi, anh quyết định bỏ học đi theo một nhóm bạn. Và từ đó anh không quay lại trường nữa. Tuổi thơ của Tesfaye là những ngày thiếu vắng niềm vui khi bố anh bỏ đi. Mọi kỷ niệm về bố trong anh đều mờ nhạt. The Weeknd luôn cho rằng, tôi tin ông ấy tuyệt đối, chỉ có điều ông ấy không ở đây với mẹ con tôi. Mẹ anh đã phải làm việc suốt ngày đêm để mưu sinh. Do đó, mọi việc chăm bám anh đều là do bà ngoại. Tuổi thơ và thời niên thiếu của Tesfaye trải qua trong cô đơn khi thiếu người bầu bạn. Anh thừa nhận đã luôn nói dối mọi người suốt thời trung học rằng mình có một người anh trai. Đó là điều tôi tưởng tượng ra và mong muốn như vậy. Nhưng thú thật là không có anh trai nào cả. Tesfaye tâm sự. Trong tuổi thơ của mình, anh từng bị chấn lột, bắt nạt, trải qua cùng cực, tưởng chừng như chết đói. Chỉ có âm nhạc của Kelly, Michael Jackson và Prince đã thắp sáng những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của anh. Từ đó, chàng trai ấy bắt đầu tìm kiếm cơ hội và bước vào làng nhạc thế giới từ năm 2010. Khi đó, anh tung 3 ca khúc What You Need, Love Music và The Morning lên YouTube và được ca sĩ Drake để ý và tương tác. Cũng từ đó, Tesfaye và Drake trở thành bạn. Cũng chính Drake là người đã giúp cho Tesfaye phát triển con đường âm nhạc. Sau này, bộ đôi Drake và Tesfaye chính thức hợp tác trong đĩa đơn Live For. Nhưng cả hai lại khá kiệm lời nói về nhau. Chính điều này khiến tình bạn giữa Tesfaye và Drake luôn làm nhiều người tò mò. Drake từng đùa với Tesfaye trên mạng xã hội Twitter rằng: anh bạn Tesfaye đừng có cảm ơn xong rồi bỏ đi đấy nha, anh còn nợ tôi đấy. Với Tesfaye, anh chia sẻ trên Rolling Stone rằng anh chẳng biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn với Drake. Anh luôn xem Drake là ân nhân trong âm nhạc. Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 là thời điểm Tesfaye bắt đầu hoạt động sôi nổi. Anh cho phát hành album đầu tay Kissland vào năm 2013 và nhận được nhiều đánh giá tích cực, nhưng chưa thể khiến tên tuổi của anh nổi đình nổi đám. Album phòng thu thứ hai Beauty Behind the Madness đã đưa sự nghiệp của Tesfaye lên một tầm cao mới, trở thành ngôi sao hạng A và được giới chuyên môn nhận định anh là một hiện tượng của năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn, Tesfaye thú nhận rằng các bài hát trong album là khắc họa thực tế về cuộc sống của con người anh, tình dục và chất gây nghiện. Album gồm 14 bài đều do Tesfaye viết chính cùng các cộng sự như là Max Martin, Emmanuel Nickerson, Robert Holmes hay là Queen Nevin. Âm nhạc của The Weeknd lôi cuốn bởi sự lạnh lẽo, cô độc và ca từ chứa nhiều lớp lang, ý nghĩa khiến nhiều người nghe phải suy ngẫm. Các nhà phê bình mặc định rằng âm nhạc của Tesfaye tăm tối bởi cách anh sử dụng các hiệu ứng kỹ thuật phòng thu với những âm thanh gây hoang hoải và tạo sự ớn lạnh trong giọng hát.
Về tình trường thì danh sách bạn gái của The Weeknd cũng tỷ lệ thuận với độ hot của anh. Anh từng hẹn hò với người mẫu đình đám Bella Hadid vào năm 2015. Hai người gặp nhau lần đầu trong một lần hợp tác để chụp hình cho album Beauty Behind Madness. Trong năm đó, họ công khai hẹn hò và trở thành một trong những cặp tình nhân trẻ gây chú ý nhất của làng giải trí Hollywood. Họ cũng được nhận xét là xứng đôi vừa lứa và được người hâm mộ ủng hộ. Chưa đầy nửa năm bên nhau, họ lại khiến công chúng phải tiếc nuối khi tuyên bố đường ai nấy đi. Sau giai đoạn chia tay với Bella Hadid, The Weeknd gây chú ý khi công khai hẹn hò với Selena Gomez. Cặp đôi không che giấu tình cảm trước công chúng qua những bức ảnh tình tứ, tay trong tay dạo phố hay là nắm tay nhau tham dự sự kiện. Dù chuyện tình của The Weeknd và Selena Gomez kéo dài không lâu, nhưng nam ca sĩ người Canada được fan của Selena ủng hộ, khen ngợi là tốt bụng, ấm áp. Đặc biệt The Weeknd là người xuất hiện trong thời điểm Selena phải phẫu thuật ghép thận và điều trị tâm lý. Nam ca sĩ đã ở bên và chăm sóc bạn gái trong suốt quãng thời gian cô nhập viện, trở thành chỗ dựa tinh thần của Selena. Anh được người thân của nữ ca sĩ đánh giá rất cao và vô cùng quý mến. Sau khi chia tay, The Weeknd và Selena Gomez vẫn giữ quan hệ bạn bè vô cùng tốt đẹp, dồn những lời hay ý đẹp để nói về nhau. Sau hai chuyện tình với hai nghệ sĩ trẻ đình đám của Hollywood, The Weeknd lại khiến fan bất ngờ khi xuất hiện thường xuyên bên nữ diễn viên Angelina Jolie. Tháng 6 năm 2021, nam ca sĩ 9X bị bắt gặp đi ăn tối cùng ngôi sao của Tiên Hắc Ám ở Los Angeles, nước Mỹ. Đầu tháng 7 năm 2021, Angelina Jolie cùng nam ca sĩ kém mình 15 tuổi còn bị phát hiện cùng tham dự một buổi hòa nhạc tại Los Angeles, nhưng họ tránh tương tác nhiều. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ Page Six là The Weeknd và Angelina Jolie không có mối quan hệ tình cảm mà chỉ gặp nhau để trao đổi về công việc. Hiện tại, Simi Khadra, người tiếp theo trở thành người đánh cắp trái tim của The Weeknd. Theo SCMP, Simi Khadra sinh ra tại Ả Rập Xê Út. Bạn gái của The Weeknd lớn lên ở London, nước Anh, sau đó sang Dubai để học trung học. Tiếp đến thì Simi Khadra theo ngành sản xuất phim và mỹ thuật tại Đại học Nam California. Dù trải qua nhiều mối tình, nhưng với Selena Gomez thì là một ý niệm khác. Người bạn cũ đã đóng góp rất nhiều và chất xúc tác cho những ca khúc của The Weeknd cho đến hiện tại. Trải qua quá khứ cơ cực, vật lộn với những khó khăn về mặt tài chính, thậm chí không có nhà để ở, The Weeknd từ đáy vực giờ đã vươn lên đến đỉnh cao. Nam ca sĩ thậm chí còn được xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng của Forbes với tư cách là một trong những ngôi sao giải trí kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Ít ai biết rằng The Weeknd cũng từng là một con nghiện ma túy. Nam ca sĩ chia sẻ với trang The Guardian rằng anh thường dùng chất gây nghiện để làm cảm hứng viết nhạc khi mới khởi nghiệp. Và sau quá khứ vừa nghiện vừa chẳng có nhà ở, bây giờ thì giọng ca người Canada đã nhiều lần được xuất hiện trong top 10 ngôi sao có thu nhập cao nhất, đứng chung với những siêu sao như là Drake, Beyoncé. Theo tờ Forbes, The Weeknd thu về tới 92 triệu đô, tương đương là 2.000 tỷ đồng. Phần lớn thu nhập đó là nhờ lượng stream nhạc khổng lồ đạt tới con số 3,2 tỷ trên các trang dịch vụ stream nhạc trực tuyến. Khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, có được nguồn thu nhập khổng lồ từ album, hợp đồng quảng cáo, The Weeknd cũng thể hiện mình là một tay trời không kém cạnh gì ai. Nam ca sĩ từng gây chấn động khi chịu chi 70 triệu đô cho căn biệt thự đắt đỏ ở Los Angeles. Căn biệt thự có tổng diện tích 6.400m², trong đó diện tích nhà chiếm đến 3.000m², nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa, hướng nhìn ra Bel Air Country Club, câu lạc bộ nổi tiếng xa xỉ, thường được giới nhà giàu California lui tới. Bên cạnh bất động sản đắt đỏ, anh Tuấn Cùi còn sở hữu nhiều chiếc xế hộp đắt tiền như là Porsche 911, Mercedes-Benz ECP, Cadillac Escalade và Mercedes AMG. Anh cũng từng được phóng viên chụp lại khi cùng bạn gái trong chiếc Bentley Mustang với giá 300.000 đô. Và còn cả chiếc Lamborghini Aventador SVJ, McLaren P1. Trước kể đến, Mercedes Maybach G650 có giá khủng nhất trong dàn siêu xe vừa kể với giá là 1.800.000 đô. Với lịch trình đi diễn bận rộn, không khó để người ta dự đoán rằng The Weeknd cũng tậu cho mình một chiếc chuyên cơ riêng có sức chứa 160 hành khách với đầy đủ tiện nghi bên trong, không khác gì một siêu biệt thự trên không. Ngoài âm nhạc, thứ mà The Weeknd mê hơn cả chính là đồ hiệu. Có thể kể đến những chiếc đồng hồ đắt đỏ như là Rolex Celine, King Midas, Rolex Datejust Onyx. Ngoài ra, còn cả chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal, Black Panther cực kỳ ngầu lợi. Trong kinh doanh, The Weeknd cũng cực kỳ thành công như cách anh làm nhạc vậy. Công ty của nam ca sĩ sản xuất ra những mặt hàng rất độc lạ như là thuốc lá điện tử phiên bản giới hạn, collab cùng thương hiệu Pax Labs. Ngoài ra, anh còn kết hợp với nhà thiết kế Alexander Wong
để tạo ra những sản phẩm thời trang rất được lòng fan hâm mộ. Trên kênh Instagram, hơn 70 triệu lượt theo dõi cũng đem về cho anh nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở như là Puma, Marvel cũng như là các thương hiệu nổi tiếng xa xỉ khác. Ngay lúc này, The Weeknd đang trải qua những ngày tháng có thể nói là đỉnh cao của sự nghiệp. Từ tuổi thơ thiếu vắng tình thương, một cuộc sống đầy dẫy thử thách và nghẹn ngập, The Weeknd đã trở thành một nguồn cảm hứng vươn lên cho những thế hệ trẻ yêu âm nhạc ngày nay. Và đó là tất tần tật những thông tin về The Weeknd. Nếu bạn biết thêm điều gì về anh chàng này nữa thì hãy để lại bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. À mà trước khi rời đi, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha.